Trước thềm chung kết Champions League 2021-2022, đã có một thông tin không mấy vui vẻ được tiết lộ. Đó là việc Sadio Mane bày tỏ mong muốn rời Liverpool sau khi mùa giải này kết thúc, khép lại hành trình 6 năm của sư tử Teranga tại thành phố cảng. Hành trang ra đi của Mane là đầy đủ những danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ câu lạc bộ, từ vô địch FA Cup, Carling Cup tới Ngoại hạng Anh và Champions League, siêu cúp châu Âu. Hiện tại, chưa rõ bến đỗ tiếp theo của chiếc giày vàng Premier League 2019 sẽ là đội bóng nào, nhưng thứ sau cùng giết chết những cúp Pitch chắc chắn là kỷ niệm khi số 10 tài năng, nhiệt huyết sẽ không còn hiện diện tại Anfield ở mùa giải tới. Cá nhân mình rất mong muốn Mane ở lại, nhưng việc lựa chọn ra đi là điều hoàn toàn dễ hiểu khi anh cần một môi trường mới, một thử thách mới hay thậm chí là một mức lương mới. Anh em nên biết rằng mấy hôm nay có rất nhiều page rác cố tình đưa ảnh nói Mane lương 100.000 bảng một tuần là sai sự thật nhé. Tin từ 800 năm rồi không chịu update, nên đừng thấy thế rồi chửi ban lãnh đạo keo kiệt rồi thế nọ thế trai nữa. Ở Liverpool còn có cơ cấu thưởng, ghi bàn qua từng trận hay thưởng trận đấu, nên tổng số tiền mà một cầu thủ nhận được từ đội bóng là điều mà chúng ta không dễ để biết. Và mình thì vẫn đang tìm tư liệu để làm clip giải thích cho anh em rõ điều này. Đa số chúng ta đều đã quen với Liverpool của hiện tại, máu lửa, rực cháy và mạnh mẽ cạnh tranh cho những danh hiệu cao quý. Đó dĩ nhiên là thành quả của kiến trúc sư tài ba Klopp khi kiến thiết CS từ một công trình siêu vẹo trở nên vững vàng. Và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Sadio Mane, một trong những cột trụ đầu tiên của đại công trình thế kỷ ấy. Trước khi đến Anh, Mane và Klopp suýt chút nữa đã có cơ hội làm việc với nhau tại Đức trong màu áo của Dortmund. Màn trình diễn của tiền đạo người Senegal trong màu áo Slabert trước đó đã khiến huấn luyện viên người Đức mê mẩn, nhưng ngoại hình có phần ngổ ngáo trẻ trâu của Mane khi hai bên gặp mặt trực tiếp lại không được lòng Klopp, và phải tới năm 2016 tình thầy trò mới nở rộ tại Anfield. Nhưng trước đó là một hành trình chinh phục bóng đá đáng ngưỡng mộ của chàng trai nghèo đến từ Senegal. Trong phim tài liệu Made in Senegal, Mane có nhắc tới lý do lớn quyết định tới sự nghiệp chơi bóng của anh. Chúng tôi đang chuẩn bị chơi bóng thì một người họ hàng tới báo tin rằng cha đã mất. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa vì không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ khi còn bé, cha đã nói rằng ông rất tự hào về tôi. Cha là người có trái tim nhân hậu và sự ra đi của ông có ảnh hưởng rất lớn đến tôi và gia đình. Cha của Mane là thầy tế tại Thánh Đường và mọi người muốn anh học hành tử tế để nối nghiệp. Nhưng sự ra đi của người cha đã chuyển gánh nặng gia đình sang vai của chàng trai trẻ, và đam mê cùng với tài năng chơi bóng tròn là cơ hội khả dĩ nhất để anh hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ khi mượn tiền của bạn một thân một mình lên thủ đô Dakar đến chuyến phiêu lưu tại châu Âu bắt đầu từ nước Pháp trong màu áo của Metz, Mane luôn làm việc chăm chỉ. Sau một năm, anh tới Áo và chơi cho Red Bull Salzburg, dừng chân tại Áo 2 năm để mài dũa kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Mane tới Southampton để hít thở bầu không khí của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, để rồi tại đây, sự nghiệp của anh đã mở ra một chương mới. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chiều mát mái. Trước khi trở thành mục tiêu của các đại gia tại Premier League, Mane từng có chuỗi 46 trận tịt ngòi trong màu áo của Sarsen. Bước ngoặt chỉ đến khi anh tạo dấu ấn với cú hat-trick nhanh nhất lịch sử của giải đấu trong trận đấu Aston Villa 2 phút 56 giây ở mùa giải 2014-2015. Và với cá nhân của Jurgen Klopp, ông sẽ không thể nào quên trận đấu giữa Liverpool và Southampton ngày 26 tháng 3 năm 2016. Giờ Klopp dẫn trước 2-0 khi hiệp 1 kết thúc, nhưng sang tới hiệp 2 khi Mane vào sân, tiền đạo người Senegal đã ghi liền 2 bàn trước khi Pele chốt hạ màn lội ngược dòng không tưởng của Sarsen. Và đó là tiền đề để mùa hè năm 2016, Mane cập bến Anfield với mức giá 30 triệu bảng, và câu chuyện về một trong những tiền đạo cánh trái hay nhất thế giới đã bắt đầu. 269 trận đấu, 120 bàn thắng, 38 kiến tạo, đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool tại Champions League. Đó là những con số trực quan nhất thể hiện đóng góp của Mane cho Liverpool. Nhưng chừng đó là không đủ để lý giải tại sao các Kopis yêu thích và tiếc nuối đến vậy khi Mane quyết định ra đi. 6 năm ở Liverpool, những khoảnh khắc bùng nổ quan trọng của Mane đủ để tạo thành một bộ phim dài tập với muôn vàn những cảm xúc. Trận đấu đầu tiên trong màu áo đỏ, số 19 khi đó, đã có một tình huống solo khiến cả cầu trường phải sôi sục. Sadio Mane nhận bóng bên phía cánh phải, vượt qua hai cầu thủ Arsenal, rẽ vào trong với tốc độ phi thường, và cú dứt điểm của anh rõ ràng là không cho Pitchek bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Đó là phong cách thường thấy của Mane trên con đường đỉnh cao phong độ,
Sau đó những bàn thắng khác liên tục tới với cầu thủ người Senegal cùng sự sung mãn, nhiệt huyết trên sân đấu. Ghi bàn vào lưới Everton tháng 4 năm 2017 hay các bàn thắng vào lưới Burnley, MU và MC sau đó. Rất nhiều những đội bóng, lớn có, bé có, đều đã là nạn nhân của Mane. Nhưng nếu hỏi đâu là những bàn thắng cảm xúc nhất mà Sadio Mane đã mang lại cùng sự phấn khích tới tột độ, thì chắc hẳn là Copis không thể nào quên bàn thắng vào lưới của Blade, nâng tỷ số lên 4-3 ở phút 90+3 trong mùa giải 2018-2019, hay đặc biệt hơn là bàn thắng ở phút 90+4 của anh vào lưới của Aston Villa với cú đánh đầu quả cảm. Một trận đấu mà dấu ấn cá nhân của Mane là cực kỳ rõ ràng, thì anh là người tạt bóng cho Robertson ghi bàn ở phút 87 và tự mình ấn định chiến thắng cho Liverpool khi trận đấu đã ở những giây cuối cùng. Cùng với Salah và Firmino, Mane đã tạo nên mũi đinh ba chứ danh giúp Liverpool chinh phục những đỉnh cao danh hiệu. Anh là cầu thủ người Senegal ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh và chắc chắn là một trong những chân sút châu Phi vĩ đại nhất đã từng chơi bóng ở xứ sở sương mù. Tài năng trên sân bóng khiến Mane được chú ý, nhưng những hành động ở ngoài sân cỏ mới khiến người ta yêu thích số 10 của Liverpool đến vậy. Có lẽ chúng ta đã quá quen với một hình ảnh xoáy nê hiền lành, nhiệt huyết, nhưng kỷ luật từng là vấn đề lớn của anh ở những bước đầu sự nghiệp. Khi còn ở Spurs, Mane tự ý bỏ tập trước trận playoff thứ 2 Champions League và suýt chút nữa đã bị đẩy tới Sparta Moscow. Anh tới Southampton nhưng cũng gặp rắc rối vào năm 2016 khi đến họp đội muộn. Mane nói anh bị lạc đường, không tìm được phòng họp tại khách sạn. Nhưng huấn luyện viên của The Saints khi đó là Ronald Koeman lại không chấp nhận lý do này. Thật may là sau khi tới Liverpool làm việc cùng club, Mane đã trưởng thành hơn và sự nghiệp của anh cũng đã bước sang một trang mới. Trong con mắt người dân Senegal và quê hương Bambali, hình ảnh của Mane không giống như những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Bởi hiếm có cầu thủ nổi tiếng nào lại có thể chia sẻ số điện thoại của mình cho người hâm mộ quanh nhà để có thể gọi điện tâm sự khó khăn khi cần. Và cũng không có cầu thủ nào như Mane với mức lương cao như vậy lại chấp nhận dùng một chiếc iPhone vỡ màn hình. Ở quê hương của mình, Mane bỏ tiền để xây bệnh viện và trường học. Anh còn tài trợ vé máy bay và vé vào sân cho những người hâm mộ từ quê nhà đến châu Âu để xem anh chơi bóng. Trước thềm trận chung kết Champions League 2017-2018 với Real Madrid, tiền đạo của Liverpool đã gửi 300 chiếc áo đấu in tên anh về quê nhà. Những chiếc áo đó tới bây giờ vẫn được giữ lại và người dân Bambali vẫn mặc chúng mỗi khi tụ tập để theo dõi Mane thi đấu qua màn hình TV. Còn những đứa trẻ ở địa phương thì khoác chúng lên mình trong mỗi trận bóng đá đường phố, phô diễn kỹ thuật với lời tự tin khẳng định: ta là Sadio. Từ cậu bé đá bóng bưởi trên mặt sân cát, tiền đạo người Senegal đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng trong trái tim của người hâm mộ quê nhà. Không người dân Bambali nào mà không biết đến Mane. Họ coi anh như một người con, người bạn, người anh trai trong gia đình. Còn ở Liverpool, Mane thậm chí còn được nhiều người yêu mến hơn cả Mohamed Salah. Mùa giải 2020-2021, Liverpool sa sút, Mane cũng đã bị chỉ trích rất nhiều vì phong độ của mình. Nhưng anh không tranh cãi, không dùng mạng xã hội như một công cụ cực đoan mà vẫn âm thầm cống hiến, hay thậm chí là thay đổi cả vị trí thi đấu khi đội bóng cần. Và nó đã hiệu quả đến mức mà một số chín ảo thực thụ như Firmino cũng đã phải nhường chỗ cho Mane. Anfield lại một lần nữa rộn ràng với những hy vọng về một tam tấu mới trên hàng công khi Mane dục hỏa trùng sinh ở nửa sau của mùa giải vừa rồi. Thế nhưng hóa ra đó lại là hồi quang phản chiếu khi tiền đạo người Senegal bày tỏ nguyện vọng của mình là muốn ra đi. Trong buổi diễu hành ăn mừng của Liverpool, người ta đã bắt gặp Mane với khuôn mặt đăm chiêu, không ai biết chính xác tiền đạo người Senegal đang nghĩ gì. Sư tử Tedanga chắc hẳn đã có rất nhiều những tâm sự, những vui buồn đắng cay cùng 6 năm chìm nổi cùng nữ quân đỏ. Nhưng dù có ở lại hay ra đi, cũng xin chúc anh luôn mạnh khỏe, dũng mãnh, mộc mạc và chân thành. Còn Anfield sẽ luôn nhớ tới anh với tư cách một huyền thoại, một công thần của đội bóng áo đỏ. Người đã góp phần mang về những vinh quang chói lọi trong trang sử hào hùng của Liverpool.